Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình WireGuard VPN trên router MicroTik để kết nối VPN cho các thiết bị Android, iPhone và Windows. Mình đang sử dụng một mô hình đơn giản gồm một mạng LAN sử dụng router MicroTik. Mình sẽ cấu hình các tunnel WireGuard VPN tunnel để các thiết bị như là Android, iOS và Windows có thể kết nối vào router. WireGuard sử dụng public key để xác thực hai đầu. Do vậy, với mỗi thiết bị client, chúng ta sẽ cần phải tạo một peer riêng biệt. Nghĩa là với ba thiết bị này thì trên MicroTik các bạn sẽ cần khai báo ba peer với các public key khác nhau, chứ chúng ta không thể tạo một tunnel cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc như với các dạng VPN client to side khác. Giải mạng VPN mình sẽ sử dụng giải 172.16.0.0/24 với IP như trong mô hình. Mình sẽ đi vào chi tiết cấu hình. Đầu tiên mình sẽ tạo WireGuard VPN trên router MicroTik. Các bạn vào menu WireGuard. Trong tab WireGuard, nhấn dấu cộng để tạo WireGuard Interface. Name mình sẽ để mặc định là WireGuard 1. Listen port mặc định sẽ là 13231. Các bạn có thể thay đổi port này nếu cần. Mình sẽ để mặc định, nhấn Apply. Router sẽ tự động tạo ra hai key là private key và public key. Private key thì các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ cần copy lại public key là được. Public key các bạn sẽ cần phải có để khai báo trên các thiết bị client khi kết nối VPN. Các bạn kích chuột phải vào public key và chọn copy all để copy lại key này, sau đó gửi cho các thiết bị cần kết nối VPN. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo IP cho interface này. Các bạn vào menu IP. Address, nhấn dấu cộng để thêm mới. IP đầu router sẽ là 172.16.0.1/24. Interface chọn WireGuard 1. Trên router MicroTik chúng ta sẽ cần phải khai báo các peer cho thiết bị client. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần có public key của thiết bị client thì mới cấu hình được. Do vậy thì mình sẽ hướng dẫn khi cấu hình trên từng thiết bị. Trên điện thoại Android các bạn truy cập vào CH Play, tìm ứng dụng WireGuard và cài đặt. Sau khi cài xong thì các bạn mở phần mềm này lên. Nhấn dấu cộng để tạo mới. Chọn làm lại từ đầu. Name nhập tên cho VPN. Nhấn vào biểu tượng hai mũi tên quay tròn để tạo key cho VPN. Các bạn sẽ copy lại public key để nhập trên router MicroTik. Để copy thì các bạn chỉ cần nhấn vào public key, có thông báo đã sao chép vào bộ nhớ tạm là được. Địa chỉ nhập IP VPN tunnel đầu Android là 172.16.0.2. Nhấn thêm cộng tác viên. Public key nhập public key của MicroTik. Đầu cuối nhập IP 1 của router MicroTik. Hai chấm port. Port này là listen port mà các bạn đã khai báo trên router, mặc định sẽ là 13231. IP cho phép nhập 0.0.0.0/0. Nhấn biểu tượng Save ở phía trên để lưu cấu hình lại. Quay trở lại router MicroTik. Trong menu WireGuard chuyển sang tab Peer. Đây là menu để các bạn khai báo thông số của các thiết bị client kết nối VPN vào router. Nhấn dấu cộng để thêm mới. Name mình sẽ đặt là Android. Interface chọn cổng WireGuard 1 vừa tạo.
Public Key, các bạn dán Public Key trên điện thoại Android vào. Allowed Address, các bạn có thể nhập cả giải 172.16.0.0/24 hoặc IP của VPN Tunnel đầu Android đều được. Do mỗi pin này thì chúng ta chỉ sử dụng cho một thiết bị, mình sẽ cấu hình là IP của đầu Android. Nhấn Apply và OK để tạo. Quay lại điện thoại, các bạn Enable VPN Tunnel lên. Trên thanh công cụ phía trên xuất hiện biểu tượng chìa khóa là chúng ta đã kết nối thành công. Trên điện thoại iPhone, các bạn vào App Store và tìm kiếm phần mềm WireGuard. Mở phần mềm lên. Nhấn Add a Tunnel. Chọn Create from Scratch. Nhập tên cho Tunnel. Nhấn Generate Key Pair. Các bạn nhấn vào Public Key và chọn Copy để copy Public Key này khi cấu hình trên router MicroTik. Address nhập địa chỉ IP Tunnel đầu iPhone là 172.16.0.3. Kéo xuống chọn Add Peer. Public Key nhập key của router MicroTik. Endpoint nhập IP1 của MicroTik. Hai chấm port. Port mặc định là 13231. Allowed IPS nhập 0.0.0.0/0. Nhấn Save. Quay lại MicroTik, các bạn tạo peer cho điện thoại iPhone. Name mình sẽ đặt là iPhone. Interface chọn WireGuard 1. Public key nhập key đã copy trên iPhone. Allowed address nhập địa chỉ IP của iPhone hoặc cả giải mã 172.16.0.0/24 đều được. Nhấn Apply và OK. Sau khi cấu hình xong trên MicroTik thì các bạn quay lại iPhone. Các bạn Enable VPN Tunnel lên. Trên thanh công cụ phía trên xuất hiện biểu tượng VPN và chúng ta đã kết nối thành công. Trên máy tính Windows, các bạn vào website wireguard.com. Chuyển sang tab Installation. Chọn Download Windows Installer. Sau khi tải về thì các bạn cài đặt phần mềm WireGuard. Trên giao diện WireGuard, các bạn click vào biểu tượng tam giác và chọn SMT Tunnel hoặc nhấn Ctrl cộng N cũng được. Đặt tên cho Tunnel. Copy lại Public Key để cấu hình trên MicroTik. Mặc định thì sẽ có một dòng Private Key, các bạn sẽ giữ nguyên thông tin này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải khai báo thêm một số thông tin. Các bạn khai báo địa chỉ IP Tunnel bằng thuộc tính Address bằng, sau đó là IP Tunnel đầu Windows. Sau đó khai báo thông số cho peer là các thông số của MicroTik. Chúng ta cũng sẽ cần 3 thông số là Public Key, Allowed IP và Endpoint. Cú pháp thì cũng tương tự như thông tin trong phần Interface. Public Key là key trên MicroTik.
Allowed IPS là 0.0.0.0 sửa 0. Endpoint là IP1 của MikroTik. Hai chấm port, port mặc định là 13231. Nhấn save. Quay lại MikroTik, các bạn tạo peer cho Windows. Nên mình sẽ đặt là Windows. Interface chọn WireGuard 1. Public key nhập key đã copy trên Windows. Allowed address nhập địa chỉ IP của Windows hoặc cả giải mã 172.16.0.0-24 đều được. Nhấn apply và OK. Sau khi cấu hình xong trên MikroTik thì các bạn quay lại Windows. Nhấn Activate trên phần mềm WireGuard. Phần mềm hiển thị Status Active là chúng ta đã kết nối VPN thành công. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình WireGuard VPN trên router MikroTik để kết nối VPN cho các thiết bị Android, iPhone và Windows. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.